không đội trời chung, luôn gặp nhau trong những tình huống éo le. Để tôi ngủ có được không vậy? Đi xa sẽ làm việc với anh đâu. Cô làm cho tôi cảm thấy tôi già hơn rất nhiều đó, cô biết không? Bác sĩ. Được rồi, tình yêu, tình yêu. Giờ đây họ lại còn là đồng nghiệp của nhau. Sự bất đồng tưởng chừng không thể chấm dứt. Tình cảm là thứ không thể lý giải nổi. Từ cảm phục trong công việc, họ đã luôn nghĩ đến nhau và tình yêu dần nảy nở. Tôi không muốn chỉ là bạn của anh. Bệnh viện tình yêu phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV7.